Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Theo Reuters, ngày 28 tháng 9, tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi việc hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng nghìn người Mỹ, Israel và thường dân Liban trong một tuyên bố đưa ra một ngày sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ông Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Ông Biden cũng cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường thêm thế trận phòng thủ của các lực lượng quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông để ngăn chặn các hành vi gây hấn và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các thành viên gia đình của các nhà ngoại giao tại Beirut rời đi, đồng thời cho phép một số nhân viên rời khỏi do tình hình an ninh không ổn định và khó lường tại Beirut. Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Liban khi các phương án thương mại vẫn còn khả dụng. Trong khi đó, nhiều nước Hồi giáo đã lên án hành vi xâm phạm chủ quyền Liban của Israel khi nhà nước do Thái tấn công vào thủ đô Beirut để giết thủ lĩnh Hezbollah. Giới chức quân sự Israel sáng 28 tháng 9 thông báo rằng ông Nasrallah, người đã lãnh đạo phong trào vũ trang này hơn 3 thập kỷ, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này tại khu vực phía nam Beirut đêm 27 tháng 9. Hezbollah đã chính thức xác nhận cái chết của ông Nasrallah vài giờ sau đó. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 28 tháng 9 tiếp tục tiến hành không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở miền đông và miền nam Liban. Theo tuyên bố của quân đội Israel, không quân nước này đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Beka phía đông và các khu vực khác ở miền nam Liban. Đáp trả, Hezbollah bắn dốc kết vào sáng cùng ngày, khiến còi báo động tên lửa vang lên khắp các khu vực miền Bắc. Người có thể kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Hezbollah. Hasem Safieddin, anh em họ của Hassan Nasrallah, có thể trở thành người kế nhiệm ông trong vai trò thủ lĩnh tối cao Hezbollah. Hezbollah đang đối mặt thách thức lựa chọn thủ lĩnh mới sau khi Hassan Nasrallah, người đã lãnh đạo nhóm suốt 32 năm, thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban hôm 27 tháng 9. Một số nguồn tin trong nhóm vũ trang cho biết Hasem Safieddin, người không có mặt tại địa điểm bị Israel tấn công, có thể sớm được công bố là thủ lĩnh mới của Hezbollah. Safieddin sinh năm 1964 tại Deir Kanun Ennaf, miền nam Liban, là anh em họ của Nasrallah và tham gia Hezbollah từ khi nhóm này được thành lập năm 1982. Vào những năm 1980, Safi Eddin đến QOM, Iran, để nghiên cứu khoa học tôn giáo cùng Nasrallah. Ông được đào tạo để kế nhiệm Nasrallah từ năm 1994 khi nhận lệnh triệu tập về Beirut làm người đứng đầu văn phòng chính trị của nhóm vũ trang. Ông cũng tham gia hội đồng Jiha, cơ quan quân sự hàng đầu của Hezbollah, gồm những cố vấn thân cận nhất với thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Trong ba thập kỷ qua, Safi Eddin đã xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm hàng ngày trong nhóm, từ quản lý tổ chức cho đến giám sát tài chính, đầu tư trong nước và quốc tế. Giống như Nasrallah, Safi Adin cũng là giáo sĩ và thường xuyên đội khăn xếp màu đen để chứng minh bản thân là hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad. Năm 2017, ông bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách khủng bố. Hồi tháng 6, Safi Adin cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Israel sau khi một chỉ huy Hezbollah bị hạ sát. Cứ để kẻ thù chuẩn bị khóc than, ông nói trong đám tang của người này. Những phát biểu công khai của Safieddin thường phản ánh lập trường cứng rắn của Hezbollah và mối liên hệ của họ với cuộc đấu tranh của người Palestine. Lịch sử, súng ống và rocket của chúng tôi luôn ở bên các bạn. Ông phát biểu trong sự kiện gần đây ở Dahiyeh, thành trì của Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut, khi thể hiện tình đoàn kết với các nhóm vũ trang Palestine. Nasrallah từng sắp xếp các chức vụ cho Safieddin trong nhiều hội đồng khác nhau của Hezbollah. Philip May, chuyên gia nghiên cứu về các nhóm dân quân hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn. Nhận xét. Mối quan hệ gia đình, ngoại hình giống Nasrallah cũng như địa vị tôn giáo đều là lợi thế của Safieddin. Safieddin từng lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ khi Washington gây sức ép với Hezbollah. Mỹ sẽ không thể gây tổn hại với phong trào kháng chiến. Hành động của họ chỉ càng củng cố quyết tâm của Hezbollah, ông nói hồi năm 2017. Safieddin có quan hệ tốt với Iran. Ngoài nhiều năm nghiên cứu khoa học tôn giáo ở QOM, ông còn là thông gia với tướng Qasem Soleimani tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, người bị Mỹ hạ sát trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Iraq tháng 1 năm 2020. Con trai Safi là Riza kết hôn với Zeynep, con gái của Soleimani. Hé lộ cuộc đột kích mở màn chiến dịch mới của Israel nhằm vào Hezbollah. Cuộc tấn công vào phòng thí nghiệm vũ khí bí mật ở Syria là một trong những hoạt động táo bạo nhất của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah. Đêm 8 tháng 9, Nhóm biệt kích Israel đổ bộ từ trực thăng xuống một phòng thí nghiệm bí mật ở tây bắc Syria. Nhóm bảo vệ bên ngoài cơ sở này đã thiệt mạng trong cuộc không kích chớp nhoáng khi tiếng ù ù của trực thăng Israel tiến đến gần. Những gì diễn ra sau đó là một trong những hoạt động quân sự mạo hiểm nhất của Israel chống lại Hezbollah trong nhiều năm qua. Công xưởng vũ khí của Hezbollah ở Syria. Tình báo Israel có thông tin về vị trí của các trạm gác và sơ đồ bố trí cơ sở thí nghiệm bí mật ở Syria. Sau khi hạ nhóm bảo vệ khoảng 100 lính biệt kích Israel đã đu dây xuống từ trực thăng và có thể vào bên trong mà không gặp trở ngại. Lính biệt kích chia thành nhiều đội, mỗi đội được giao nhiệm vụ phá hủy một phần khác nhau của cơ sở. Cuộc đột kích kéo dài khoảng 15 phút. Israel vốn đã để mắt đến cơ sở nói trên từ lâu bởi họ tin rằng Iran và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban đã lên kế hoạch sản xuất một thế hệ tên lửa chính xác mới tại đây. Ban đầu, cuộc đột kích ngày 8 tháng 9 có vẻ giống như nhiều cuộc tấn công khác do Israel thực hiện. Theo Avi từng thực hiện hàng trăm vụ không kích nhằm vào Syria từ khi chiến sự tại nước này bùng phát năm 2011, chủ yếu nhắm vào các nhóm dân quân thân Iran như Hezbollah, song hiếm khi nhận trách nhiệm. Nhưng khi xét đến những diễn biến trong vài ngày qua, nó có vẻ như là phát súng mở màn cho một chiến dịch mới chống lại lực lượng ủy nhiệm của Iran. Ngày 17 tháng 9, khoảng một tuần sau cuộc đột kích của Israel vào phòng thí nghiệm ở Syria, hàng nghìn máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah đồng loạt phát nổ trên khắp Liban. Ngày hôm sau, hàng trăm bộ đàm do nhóm này sử dụng cũng phát nổ. Israel không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận vai trò trong các vụ nổ thiết bị liên lạc nói trên. Tiếp sau đó, Israel tiến hành một chiến dịch oanh tạc dữ dội khiến hàng trăm người ở Ly băng thiệt mạng. Mục tiêu theo dõi từ nhiều năm trước. Phòng thí nghiệm bí mật nói trên có tên chính thức là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria nằm gần thành phố Masay ở Tây Bắc. Mặc dù trên danh nghĩa, nơi này do Bộ Quốc phòng Syria kiểm soát, nhưng các quan chức phương Tây cho biết Hezbollah và Iran đã tiếp quản hoạt động tại đây. Cơ sở này chỉ cách biên giới Li băng chỉ khoảng 50 km. Đó là lý do các quan chức Israel và Mỹ cho rằng Hezbollah sản xuất vũ khí ở đây thay vì ở Iran. Vận chuyển tên lửa và vũ khí từ Iran đến Li băng sẽ phải đi qua hành trình dài hơn 1.600 km với vô số thách thức. Israel đã theo dõi và cố gắng phá hủy cơ sở này và những người liên quan đến nó từ nhiều năm trước. Năm 2018, Aziz Abba, một trong những nhà khoa học tên lửa quan trọng nhất của Syria, đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Masai, dường như do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Phòng thí nghiệm này cũng từng nhiều lần bị tấn công song các đòn không kích không thể chạm tới khu vực kiên cố. Quân đội Israel ít nhất hai lần cân nhắc thực hiện chiến dịch trên bộ song không thông qua vì rủi ro cao. Thời cơ hành động đã đến. Theo thông tin tình báo, Hezbollah có ý định sử dụng tên lửa đang được phát triển tại phòng thí nghiệm ở Syria để chống lại Israel bởi vậy cơ sở này trở thành mục tiêu hàng đầu mà theo Avi muốn phá hủy càng sớm càng tốt thời cơ hành động đã đến khi cơ quan tình báo tín hiệu của Israel đơn vị 8.200 có được thông tin chi tiết về cơ sở này thông qua một cuộc tấn công xâm nhập máy tính trước khi tiến hành cuộc đột kích Israel đã thông báo cho các quan chức cấp cao của Mỹ bao gồm cả tướng Michael E. Kurilla người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chia sẻ với phía Mỹ sau đó Israel nói rằng hoạt động này được thực hiện sau khi rút ra bài học từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ba tháng trước các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, một nhà phân tích kỳ cựu của đơn vị 8.200 đã cảnh báo rằng phong trào Hồi giáo ở Gaza đang tiến hành một cuộc tập trận và hoạt động này có vẻ đáng lo ngại. Tuy nhiên, một đại tá trong sư đoàn Gaza của quân đội Israel đã gạt bỏ mối lo ngại đó. Lần này, khi các nhóm tình báo thu thập được thông tin cho thấy lực lượng ủy nhiệm của Iran đang cố gắng phát triển một loại vũ khí mới, quân đội Israel quyết định hành động trước để ngăn chặn. Tình báo Israel không chỉ có được bản thiết kế vật lý của phòng thí nghiệm ở Syria mà họ còn biết được vị trí của đội bảo vệ ở lối vào cơ sở ngầm. Kết quả là, nhóm biệt kích Israel có thể di chuyển nhanh chóng và quay trở lại trực thăng trong vòng vài phút khi chất nổ mà họ cặt đặt bắt đầu phát nổ. Cuộc đột kích đã gây ra một thất bại lớn cho cả Syria, Iran và Hezbollah đó cũng là phát súng mở đầu cho một giai đoạn mới của chiến dịch nhằm vào lực lượng hezbollah ở liban